derivative có nghĩa gì đây? Derivative có nghĩa gì đây? Bị miền mà tua, pi tua, bay tua, anh ấy miền bà bà ai đó, anh ấy ở bà bà đây, đây bà bà như thế này, cái lứa, bà như thế này, anh ấy viên miền tầm rống, ôi lưu về, họ chai á, đi phía dỗ, phía bài, à lấy rô anh ấy sân á, rồi khơi cái này máu, à lấy kiếm rô anh ấy bằng sân, anh ấy viên tờ ai nhé, trong rô để đi về cứ rô anh ấy, đấy, prim, chẳng khiêm tờ tàng ấy, tàng ôi mà nó, vế mà nó, trong rô à prim ấy, tòa ôi mà nó, vế mà nó, chẳng khi ông chạy mà ấy ôi prim bà nắng ôi mà nắng buồn ở x ôi prim mà nắng buồn ở x ở đây vế mà nắng ở x bộ bấy đề đi bê cứ ở x đề đi bê đi sâu chẳng khi ông chạy mà ôi prim buồn ôi prim về đó về prim ôi xì xòn xì xòn á xì xòn C song này 4 x kare 12 ở x đo 4 x chẳng anh ấy bị ai đại thái đại nó sợ 12 và nắng chẳng derivative này cái mùi derivative pi sâu đo derivative cái mẫu sẽ tiện tục hái và điều mà đạm không chẳng C song này tầm đầu hiện bài tập rớ phía bài ní vô cái rê mà đi mất đọ đọc tí trên bên nắng anh đi liên tới khơi mà anh ơ ít cái rê anh đi việc pi đóng việc bổng mùi bổng mùi ơ ít bổng mùi đời xa anh đi đọ đọc tí và tay diện đọ bổng mùi nó bổng buồn hổ anh đi chỗ chỗ bạch biên mê ra bạch biết cứ ấy cứ ơ ít chuột bạch biết cứ ở x đỏ bảy chẳng đề thì bé không bắt đầu ở nó nhí